được trái trứng gà nhìn ngon quá đi. Đập răng thôi. Ủa chị hai đang làm gì vậy? Ăn trứng gà chứ làm gì em? Trời ơi sao chị ác dữ vậy? Chị ăn trứng gà mà ác em. Ờ con gà nó đẻ ra trái trứng nó nở ra con gà con. Bây giờ ăn trái trứng này là chị ăn con gà con rồi, sao chị ác dữ vậy? Trời ơi vậy mà ác cái gì? Nè chị mua con gà mẹ luôn rồi, chị chiên lên luôn rồi đó. Trời ơi chị ác quá à. Chị ăn con trứng gà con xong rồi chị ăn luôn con gà mẹ. Trời ơi ác quá. Ê, mà khoan, chị cho em một cái đùi gà được không? Chị ạ? Rồi 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 rồi. Ồ, cái đùi gà thơm như vậy. Ờ, chị chiên là gì vậy? Ngon quá. Trời đất ơi, em nói chị ác vậy mà cái đùi gà em hiền dữ chưa?